Rồi chào tất cả cô chú anh chị em mình nha. Lại là em Tân đây, hôm nay thứ hai anh em ơi, buổi chiều ha. À, vừa nhập đội mấy con xe nào quay liền cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Trước mắt anh em là một con quay Honda ha, quay Honda, quay Alpha nha anh em. Quay Alpha, quay A nha anh em. Quay Alpha Honda quay A bao cái bụng ha. Đó. Con này em đang bán là 8.300.000, 8.300.000 cho con quay A bánh mâm 3 cây ha. Full channel Đài Loan. Đó, giấy tờ đầy đủ máy im ru giá 3.500.000 ha. Đó, giấy tờ đầy đủ máy im ru luôn. Bánh mâm luôn nha anh em. Đó, mâm 5 cây luôn ha, 3.500.000 cho anh em cày bừa ha. Bình đề, giấy tờ đầy đủ máy ru của Alpha này thì bình đề đầy đủ, giấy tờ đầy đủ máy ru ha. Con future này thì không có bình anh em. Đó, hiện tại nó không có bình đề ha. Đó, không có bình đề ha. Rồi, tay ga Lexico 5 triệu Việt Nam đồng. À, tay ga Honda Vision. Bình đề giấy tờ đầy đủ máy ru giá 4.500.000. 4.500.000 cho con Vision bình đề giấy tờ đầy đủ máy ru. Đó. Ồ, à, có ông anh ở Tiền Giang qua ghé chơi nè. À. Rồi, anh em nào mà chơi được con xe nào thì alo em liền nha. À, Lexico, Mio, Yamaha, sáng có quay rồi nè ha. Con này em đang bán là 5 triệu Việt Nam đồng anh em ơi. 5 triệu Việt Nam đồng Lexico, tay ga đẹp cực kỳ luôn, nguyên zin. Còn chụp keo nha, áo còn chụp keo đẹp cực kỳ luôn, bình đề với tời đủ máy ru, đặc biệt cặp vỏ máy thay anh em. Đó, cặp vỏ máy thay còn cây gió luôn ha. Đó, Vision hãng Honda, bình đề với tời đủ máy ru, dàn áo bể anh em, dàn áo thiếu ha, bể ha. Đó, mấy cái này nó bể bể rồi, em gì lột dục hết em ơi, còn thiếu lỗ nè ha, mấy này nó cũng bể nha. Đó, bán 4.500.000 thôi, 4.500.000 Vision hãng Honda, phun xăng điện tử, bình đề đầy đủ máy ru. Đó, giá 4.500.000 quá rẻ cho anh em mình chơi luôn ha. Rồi con quay quay Alpha này là biển số 77G1 35345, số cái sảnh luôn em ơi, 35345 cái sảnh luôn em ơi, sảnh tiến lên luôn ha. Đó, bô phiêu tròn eo Honda. Đó, con này bán cho anh em mình 8.300.000. Đó, tại vì biển số 35345 bán cho anh em mình 8.300 luôn ha. Đó, anh em mình chơi được alo em liền nha. Đó, quay Alpha 8.300.000, bình đề với tờ đầy đủ máy ru. Đó, đèn led luôn ha, pha đèn có màu theo năm tháng anh em ha, nhưng mà còn rất là sáng và đẹp ha. Đó, máy móc thì im, bình đề đầy đủ, bánh cao mâm 3 cây tiêu cho neo này thì bánh mâm luôn ha, bánh mâm thắng đĩa ha. Đó, giấy tờ đầy đủ máy im ru, không có đề tay thắng thì nó gãy luôn, mà không thắng luôn em ơi, học cái thắng chân này ha, gác chân này cũng gãy luôn. Rồi cái này xe chắc bớt tiền lại cho anh em mình quá, gãy nhiều quá anh em ơi, bớt tiền mới được ha. Đó, công anh ghé tướng đi sang ghê không. À, tướng sang dữ dằn không à, không à. À, chuyên xe cỏ ô tô cũ Tiền Giang qua thăm em giao lưu xe luôn. Rồi chúc anh em là buổi chiều vui vẻ ha, cô chú bác gần xa mà thật nhiều sức khỏe ha. Anh em có xe cũ thì alo ha. Rồi con này nãy em giới thiệu 2.300.000 nè, phu chờ một anh em, giấy tờ đầy đủ máy ru. Đó. Rồi em Tân Chợ Lách Bến Tre xin chào cô chú anh chị em mình ha, chúc cô chú anh chị em mình một buổi chiều vui vẻ, cô chú bác thật nhiều sức khỏe ha. Anh em xài xe cũ thì cứ alo ha, hoặc có xe cũ thì bán thì cứ điện thoại em nha. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Đó. Xe bên em nhập nhiều lắm anh em ơi, hết chỗ đậu luôn rồi. Anh em giao lưu được thì ghé lưu xe em ha, mẫu nào cũng có, xe nào cũng có, giá nào cũng bán cho anh em mình luôn ha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều ha. Đó nè, tía mình đã đẩy xe vô nè. Rồi đẩy vô trai.